Nhà có khách không? Chú ơi, cô Thùy tới, con ra mở cửa cho cô luôn nha. Ê, quay con. Con đừng mở nha. Ủa sao vậy chú? Tại vì vợ chú hay đa nghi lắm. Con với chú trong sáng mà, sao lại đa nghi? Con trong sáng nhưng mà chú trong tối, con hiểu không? Không phải, ý là vợ chú hay hiểu lầm, vợ chú đa nghi lắm. Con mở đi. Vậy con mở nha. À, ok. Dạ con ra đây. Mời cô ngồi. Ờ. Nhà con hơi bừa bộn à, cô thông cảm chứ bình thường nó không có như vậy đâu nha cô. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, bây giờ mới là chuyện bất thường. Chuyện gì ạ? Cô không cần phải dạy thằng Bo nữa. Ủa sao vậy cô? Con có lỗi gì hả? Có lỗi gì thì cô cứ nói với con sửa. Cô không có lỗi, người có lỗi là chồng của tôi. Ây da, tiệm rồi. Không để con cần phát hiện ra ý đồ của mình ta. Đáng lẽ anh phải cho nó đi học ở trường quốc tế để chuẩn bị cho nó sau này đi du học chứ. Mà không sao, cảm ơn cô nha. Thời gian qua cô đã dạy cho thằng Bo rất là tận tình. Dạ công việc của con mà cô. Bé Bo rất là thông minh, con nghĩ là họ ở trong môi trường nào thì bé cũng phát huy hết. À. Nghe cái tiếng gì quen vậy ta? Con nghe tiếng gì đâu ta? Không, tôi mới nghe cái tiếng gì đó. Đựng gì chứ? Dạ cô ơi, con mới xin một bé cún. Nó dễ thương lắm cô. Nó thích chui rút qua ở mấy cái ngóc ngách vậy á. Chắc nó đang ngủ ở trong đó. À, cún hả? Cho tôi nựng xíu được không? Dạ cô ơi, cô. Nó nhỏ nhưng mà nó hơi dữ một chút xíu, tại vì mới sinh về á, con chưa có chích ngừa. Mà cô thích không? Con lôi ra cho cô ẩm xíu nha. Được rồi. Chưa chích ngừa hả? Thôi, nhớ đi chích ngừa nha. Vậy thôi tôi về nha. Dạ. Nhớ chích ngừa nha. Dạ. Ừ. Cảm ơn cô. Chú, cô về rồi. Nãy giờ con có nghe cô nói về cái chuyện bé Bo đi du học. Chú đang buồn chuyện đó đúng không? Thì cũng buồn với con nghĩ đi. Một mình thằng nhỏ nó bên nước ngoài không ai bên cạnh, chú cũng xót xa lắm. Con thấy ông cô quyết định hết trơn cái trội à. Chú không có một tiếng nói gì trong căn nhà hết. Vì thương yêu gia đình cho nên chú phải chấp nhận hết. Chú đúng là người chồng, người cha mẫu mực. Sau này mà con có lấy chồng, con sẽ tìm một người có hình mẫu lý tưởng như chú. Chú cũng mong có một ngày nào đó con cũng lấy được người chồng y như ý con muốn. Cảm ơn chú. Ai chú cũng thương hết, chứ không riêng gì gia đình đâu. Và nhất là mấy con cừu giống con vậy đó. Vừa ngoan, vừa hiền, vừa xinh đẹp. Bàn tiệc chính tay mình chuẩn bị chắc chắn sẽ cảm động mà không giận mình nữa. Alo, ai vậy? Mày là ai? Chị Thùy, em lạc lan vợ anh Điệp nè. Tại sao điện thoại em bắt mà mày nghe? Mày là đứa con nào? Em giỡn vui mà, em là vợ anh Quý. Cái điện thoại này á là anh bắt sáng giờ anh để nhà em, xong rồi anh chưa qua lấy nữa. Dạ nè, chị đã chuẩn bị tâm lý để đặt hộp quà xịn chưa dạ? Chứ em thấy anh Bách ha, anh vô cửa hàng anh mua cái túi ha, giới hạn phiên bản gì đó, chắc là tặng cho chị á. Sướng chị nhất rồi nha. Rồi. Túi mới hả? Chắc muốn làm quê đây nè. À, hôm nay cắm hoa đẹp quá ha. Nhà mình có tiệc hả? Không sao đâu, thì vợ chồng mình mà, lâu lâu cũng phải có cãi lộn gì. Nhỏ đó lại. Cái túi phiên bản giới hạn, anh có cần tôi nói là ngày giờ anh mua con nhỏ nào bán cho anh? Anh mua cho ai nói đi. Là cô ép tôi nè. Có sỏi đây nè.
trốn tôi đi. Ở bên đây nha. À, bên đây rồi, xác định vị trí rồi. Thỏ ơi, chết hết mày. Anh tính lẫn trốn tôi hả? Chuyến này là tôi bồ phải trúng chứ không bồ hụt được đâu. Anh ơi, đau quá trời luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh à, anh có điện thoại cơ. Trời ơi, đang chuẩn bị cho con thỏ ăn cà rốt mà ai gọi vẫn biết nữa trời. Để xíu nha. Alo. Hồi nãy mình đi đâu vậy Ni? Ni? Để từ từ, đang họp bạn ơi. Mới đi nhà hàng Trang Ngoan. Khai vị sò điệp bơ tỏi, bò hầm nướng, xốp tôm hùm, cá hồi ốp chảo, tráng miệng là tiramisu. Nè, ông uống là 3 ly, Cường uống 2 ly rưỡi, còn tôi không uống, bận đi họp. Sao vậy? Mới đi quên gì già lú lẫn á cha. Không có gì. Hỏi cho vui thôi. Thôi họp tiếp đi nha. Đang họp vui quá trời. Vui lắm. Ok. Anh à, tiếp được chưa? Anh dạo giật lắm rồi. Sói ơi. Anh là sói đây. Thì ai biểu tại anh? Điện thoại một nơi, người một nơi. Cô gà định vị tôi à? Em... Cô không tin tôi. Tôi với cô cưới nhau 10 năm rồi. Cô không hề tin tôi. Tôi là người đàn ông trong xã hội, có địa vị đàng hoàng. Cô không bao giờ tôn trọng tôi. Cô và ba cô á, lúc nào cũng coi tôi là người không đàng hoàng. Lỡ như sau này con của mình là thằng Bo đó, nó lấy vợ, rồi bên vợ nó cũng kiểm soát nó như vậy, cô thấy đau lòng không? Nhưng mà còn cái túi thì sao? Cái túi nào? Cái túi phiên bản giới hạn. Anh có cần tôi nói là ngày giờ anh mua con nhỏ nào bán cho anh không? Đây là quà của con nè. Quà của con hả? Sao quý? Tôi đã nói rồi, trên đời này á càng giấu càng lộ, cho nên anh đừng có làm mấy chuyện gian dối. Anh hỏi là tại sao tôi luôn nghi ngờ anh, tại vì anh không có đáng tin. Bây giờ anh mua cho ai? Anh mua cho ai? Anh nói đi. Là cô ép tôi nha. Đừng nghe. Sinh nhật của em tôi định làm bất ngờ, bây giờ hết bất ngờ rồi. Giữ luôn đi. Mua cho em hả? Chứ không để tôi xài. Thì tại vì anh không nói thì sao em biết? Tôi có nói gì đâu, mới mở miệng rồi cô lấy cái này tạt vô mặt tôi. Cô kêu tôi không đáng tin, cô chẳng là tin những cái bà hàng xóm đúng không? Đâu có hề tin tôi. Cái đó là lời nói lúc nóng giận, chứ mà chồng em đáng tin nhất. Thôi mệt chồng... quá. Hết sinh nhật luôn, hết bất ngờ luôn rồi. Đâu có, em có bất ngờ. Tắm này. Dễ giận quá trời đi. Dạ thôi. Trời ơi, quà mất tiền quá. Con không có làm gì hết cho nên là không có nhận quà. Sao lại có tóc ở đây? Có nhiệm vụ cho em nè. Xin lỗi, chú tới trễ.
Sao chú biết con ở đây? Thẻ phòng khách sạn em đưa cho sếp rồi nha sếp. Số tiền mà sếp nói sếp đưa em á, làm ơn đừng có quên nha. Dạ. Nhanh dữ. Tình yêu nào cũng có lệ phí mà. Lần này mày chết với tao. Mấy anh sao mấy anh đánh em vậy? Em đâu có làm gì đâu mấy anh. Thằng đang ở đâu? Tao hỏi mày lần nữa, thằng đang ở đâu? Dạ em nói. Con yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ nó không dám làm gì con đâu. Chú mày tới trễ một chút nữa. Con không ngờ là con quen một người tệ như vậy á. Thì bây giờ có chú rồi. Mà sao chú tốt cho con quá vậy? Thì tại vì chú muốn chăm sóc con. Chú mà cứ tốt như vậy, con không biết làm gì được cảm ơn đâu. Chú đâu? Hả? Muốn mời chú một bữa ăn để cảm ơn, nhưng mà không biết chú thích món gì hết, cho nên là con dẫn chú ra cái quán mà con thích. Nếu mà chú không thích á thì mình đi quán khác nha. Không. Chú mê mấy món này lắm, toàn lề đường không à. Lúc đó chú đâu có tiền đâu mà vô nhà hàng ăn. Sau này mẹ thằng Bo không có thích ăn đồ lề đường nữa. Nhờ con mà chú mới nhớ lại đồ ăn hồi xưa mà chú ăn đó. Vậy là con đáng đại mà cũng trúng món chú thích hả? Chú không hiểu sao mà con lại hiểu chú hơn chú hiểu chú nữa. Chú nói quá à, con làm sao hiểu chú hơn vợ chú được. Tự nhiên đang vui mà nhắc tới vợ con. Thôi con ăn đi nha. Dạ con cảm ơn chú. Đêm đó con với chú đều không có tỉnh táo. Chú quên chuyện đó đi nha. Nhưng mà chẳng phải anh với em cũng có tình cảm. Nhưng mà chuyện đó là sai lầm. Chú về đi. Em mà không là diễn viên hơi ổn ha. Đi miệng, hết vai rồi, bớt lợi dụng.